Chào mừng các bạn đã quay trở lại trong video mới nhất của tin Hot 247. B-2 Spirit là một trong 3 máy bay ném bom chiến lược hạng nặng của Không quân Mỹ. Với khả năng tàng hình tuyệt đỉnh, có thể mang nhiều loại vũ khí khác nhau, những chiếc B-2 có biệt danh bóng ma này có thể xuyên thủng bất cứ hệ thống phòng thủ nào để trùm bão lửa lên đối phương. Và điều gì đã làm nên tên tuổi của những chiếc máy bay ném bom có thể vỗ cánh như chim độc nhất vô nhị này? Hãy cùng tìm kiếm câu trả lời trong video ngay sau đây của Tinot 247. Sản phẩm từ thời chiến tranh lạnh. B-2 đầu tiên được chuyển giao vào năm 1993 cho căn cứ không quân Wyman ở Missouri, nơi hạm đội đóng căn cứ và hiện vẫn đang hoạt động. Và máy bay được sử dụng đầu tiên trong chiến tranh Kosovo 1999, là một trong những cỗ máy bay tinh vi nhất còn tồn tại từ chiến tranh lạnh. B-2 có thể tiếp cận mục tiêu ở bất cứ đâu trên thế giới và trở về căn cứ tiếp nhiên liệu trên không trung. Chưa có chiếc B-2 nào bị mất trong chiến đấu. Rebecca Grant, một chuyên gia về hàng không vũ trụ đã bay trên chiếc máy bay được phân loại mật, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Nó thực sự là một máy bay độc đáo, hoàn toàn không giống với bất kỳ máy bay nào từng được thiết kế. Nhìn từ buồng lái, cánh bay rất đặc biệt. Nó rất đặc biệt, giống như một người đa cảm hơn là một chiếc máy bay thông thường. Có lẽ đó là lý do tại sao tất cả máy bay B-2 được đồn đại là có cá tính độc đáo và chúng thường gọi là cô ấy. Ý tưởng thiết kế một chiếc máy bay như cánh bay, không có thân máy bay xác định, một cái đuôi và phần nhô ra khác là một ý tưởng sớm trong ngành hàng không, nổi lên trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất ở Đức và Liên Xô. Ở Mỹ, nó được tiên phong bởi nhà thiết kế máy bay và nhà công nghiệp Jack Northrop, người có nguyên mẫu cánh bay đầu tiên, ở quy mô nhỏ và chạy bằng động cơ cánh quạt, đã bay trên bầu trời vào năm 1940. Nỗ lực nghiên cứu của Northrop đạt đến đỉnh cao với YB-49, thiết kế cánh máy bay phản lực đầu tiên của ông vào năm 1947. Mặc dù đi trước thời đại, song dự án đã bị hoãn lại bởi những khó khăn kỹ thuật và nhanh chóng bị hủy bỏ. Tuy nhiên, công việc được thực hiện trên YB-49 đã được sử dụng để khởi động chương trình B-2, công ty sản xuất nó do chính Northrop thành lập. Mặc dù máy bay cách nhau hàng thập niên, nhưng chúng có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc, bao gồm cả sải cánh giống nhau một cách chính xác. B-2 là một trong 3 máy bay ném bom hiện đang được phục vụ trong không quân Mỹ, cùng với Rockwell B-1 Lancer nhanh nhẹn, lần đầu tiên bay vào năm 1974, và Boeing B-52 Stratus Fortress. Một máy bay huyền thoại từ thập niên 1950 được hiện đại hóa liên tục kể từ đó. B-52 là loại máy bay lần đầu tiên được đưa ra ý tưởng bay máy bay ném bom ở độ cao rất lớn để khiến cho tên lửa phòng không khó tiếp cận nó hơn. Trong khi B-1 thì ngược lại, bay thật thấp và nhanh khiến radar gặp khó khăn trong việc phát hiện. Tuy nhiên, không một chiến lược nào hoàn hảo để có thể đảm bảo hoàn toàn tránh được hỏa lực của đối phương. Trong khi đó, tình hình căng thẳng trong chiến tranh lạnh yêu cầu tính răn đe hạt nhân tối thượng. Hay nói cách khác là một máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí nguyên tử trong khi hầu như không thể phát hiện được bởi lực lượng phòng không đối phương. Giấc mơ này có vẻ như đã trở thành hiện thực vào thập niên 1970 với sự ra đời của công nghệ tàng hình, khiến máy bay trở nên rất khó hoặc không thể bị phát hiện bởi radar. Công nghệ quan sát thấp. Rebecca Grant bình luận, đó là một sản phẩm thời chiến tranh lạnh nhưng cũng là sản phẩm của một bước đột phá công nghệ lớn trong việc thiết kế một chiếc máy bay để tàng hình. Nhiệm vụ của B-2 là trốn tránh các lực lượng phòng không của Nga, cả tên lửa đất đối không và máy bay chiến đấu hàng đầu của nước này, và đó vẫn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Để trốn tránh các lực lượng phòng không tốt nhất của kẻ thù bất cứ nơi nào chúng ta tìm thấy chúng. Để làm được như vậy, máy bay bao gồm một loạt các tính năng, nhiều trong số chúng được phân loại mật. Grant nói, đầu tiên là hình dạng, làm thay đổi sự phản xạ của radar. Radar, thuật ngữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Radio Detection and Ranging hay Radio Angle Detection and Ranging trong tiếng Anh. Đây là một hệ thống sử dụng để định vị và đo khoảng cách và lập bản đồ các vật thể như máy bay. Được sử dụng phổ biến trong hàng hải, hàng không và quân sự. Được phát minh trong chiến tranh thế giới lần 2 và hoạt động bằng cách gửi một xung năng lượng trong không khí và chờ cho nó bật ra khỏi các vật thể như máy bay rồi quay trở lại. Cường độ và góc của sự phản chiếu này tiết lộ kích thước và vị trí của mục tiêu. Không giống như các máy bay khác, thiết kế cánh bay của B-2 không có bất kỳ định dạng thẳng đứng lớn nào, chẳng hạn như đuôi, để sóng radar bật ra. Trên thực tế, bề mặt nhẵn của nó được thiết kế để phân tán hoàn toàn sóng radar, do đó hầu như không quay trở lại nguồn, khiến máy bay trông nhỏ như một con chim. Chớ trêu thay, các nguyên tắc được sử dụng cho điều này lần đầu tiên được đưa ra bởi nhà vật lý người Nga tên là Piotr Ufimtsev trong một cuốn sách năm 1962 mà Liên Xô coi là không có giá trị an ninh quốc gia. Rebecca Grant giải thích, ngoài ra còn có các lớp phủ và vật liệu hấp thụ radar và bạn không thể nhìn thấy các động cơ của nó vì chúng được giấu trong phần phía sau để tránh tạo ra bất kỳ dấu hiệu nhiệt nào. Dấu hiệu nhiệt chính là dấu hiệu lộ tẩy máy bay chết người trên không,
cho nên đội ngũ nhà thiết kế B2 đã cố gắng xử lý điều đó. Thậm chí sử dụng cùng loại chất liệu hấp thụ nhiệt bảy bảo vệ tàu con thoi trong quá trình trở về khí quyển trái đất và đặt gần ống xả động cơ. Một hệ thống trên máy bay cảnh báo cho phi hành đoàn nếu máy bay đang tạo ra các vệt hơi hình thành khi các tinh thể băng kết lại xung quanh khí thải của máy bay, để từ đó cho phép thay đổi độ cao. Cuối cùng, B2 rất yên tĩnh và chỉ có thể nghe thấy khi nó đã bay qua đầu. Các tính năng này được gọi chung là công nghệ quan sát thấp, không phải lúc nào cũng hoạt động, nhưng được kích hoạt khi máy bay cần trở nên vô hình. Trong số những thứ khác, phi công phải nhấn một nút trong buồng lái được đánh dấu là PAN để xuyên thủng hàng phòng thủ của kẻ thù, Grant giải thích. Giống như bất kỳ một chiếc máy bay chiến đấu nào, khi bạn ở gần mối đe dọa, bạn sẽ làm cả đống thứ để sẵn sàng xâm nhập. Chúng sẽ không cho bạn biết toàn bộ quy trình, nhưng đó là sự thật. Chúng lén lút khi chúng đến gần khu vực mục tiêu. Mỹ đã cho B-2 Spirit bay kiểu chìm vỗ cánh. Năm 2017, trang The Aviationist đăng tải đoạn video ghi lại cảnh không quân Mỹ thực hiện bài bay đặc biệt rung động cánh đối với máy bay tàng hình B-2 Spirit. Cuộc thí nghiệm này được thực hiện từ ngày 14 tháng 6 năm 1995, nhưng đến nay mới được công bố. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, tất cả các cánh máy bay B-2 Spirit đều có khả năng chịu lực cao. Tuy nhiên, để kiểm tra độ bền cho mỗi chiếc máy bay trước khi nhận nhiệm vụ chính thức, những bài bay đặc biệt kiểu chim vỗ cánh là không thể thiếu với B-2 Spirit. Để có được khả năng chịu lực đặc biệt và việc bổ sung các vật liệu composite, đặc biệt là sợi carbon, vào thiết kế kết cấu tàu bay. Trong nhiều trường hợp, các vật liệu composite này đã thay thế các hợp kim trong các cấu trúc trên các máy bay tiên tiến. Linh hồn của B-2 Spirit xấp xỉ 80% là sợi carbon. Một số chi tiết của khung kết cấu bên trong của B-2 được làm bằng hỗn hợp titan. Vật liệu composite carbon trong cánh được thiết kế để hấp thụ năng lượng từ áp suất khí động học và uốn cong đáng kể ở trục thẳng đứng. Với sự đặc biệt của B-2 Spirit, dù đã trải qua hàng chục năm phục vụ trong lực lượng không quân tầm xa Mỹ, nước này vẫn quyết định nâng cấp về những trang bị và vũ khí mạnh mẽ hơn. Theo nguồn tin quân sự Mỹ, có tất cả 20 máy bay ném bom tàng hình này đã được hiện đại hóa, và trong quá trình bay này, chúng được nâng cấp không chỉ có phần mềm mà còn hệ thống vũ khí, cài đặt bộ vi xử lý mới để tăng hiệu suất của máy tính lên gấp nhiều lần. Bộ vi xử lý tốc độ cao cho phép các hệ thống điện, radar, cảm biến và các hệ thống khác thực hiện nhiệm vụ của mình hiệu quả hơn. Đặc biệt trong đó là nhiệm vụ tìm kiếm, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu, khác với các phiên bản cũ. Phiên bản mới B-2 Spirit có khả năng phát hiện các mối đe dọa nhanh, xác định mục tiêu trong vài giây và nhả đạn vào đối thủ của mình. Ngoài ra, đại diện không quân Mỹ đã thông báo rằng họ sẽ trang bị cho phiên bản hiện đại hóa B-2 phiên bản bom nguyên tử được cải tiến từ B-61-12. Chúng sẽ sử dụng hệ thống điều khiển trong, cho phép nâng cao độ chính xác dưới 30m. Mặt khác, quân đội Mỹ cũng có kế hoạch thay các tên lửa hành trình tốc độ cận âm ALCM bằng tên lửa hành trình hạt nhân tầm xa LRSO, với ưu điểm này cho phép phi công tấn công mục tiêu ở khoảng cách an toàn hơn. Với những thay đổi này, Mỹ tin rằng B-2 Spirit sẽ cùng với tiêm kích tàng hình F-22, F-35 trở thành vua bầu trời không chỉ trong không quân Mỹ, mà chúng còn chứng minh được sức mạnh trước bất cứ đối thủ nào trên thế giới. B-2 được trang bị 4 động cơ F-118, tốc độ tối đa 1.010 km/h, tốc độ hành trình 900 km/h, chân bay 15.200m. B-2 được trang bị hệ thống điện tử hàng không tinh vi cùng với khả năng tàng hình ưu việt, có thể xâm nhập mạng lưới phòng không đối phương một cách hiệu quả. Nó thường xuyên được triển khai đến căn cứ ở đảo Guam để canh chừng Triều Tiên. Các nhiệm vụ của B-2 kéo dài tới 14 giờ liên tục, chẳng hạn như một chuyến bay từ năm 2001 từ Missouri đến Afghanistan trong chiến dịch Enduring Freedom. Đó là lý do tại sao có một không gian phẳng phía sau buồng lái, nơi một trong hai phi công có thể nghỉ ngơi, cùng với các khu riêng biệt để lưu trữ và hâm nóng thức ăn, cũng như nhà vệ sinh. Trong khi chưa có chiếc B-2 nào bị mất trong chiến đấu, máy bay thậm chí không có vũ khí phòng thủ. Một chiếc đã bị phá hủy trong một vụ tai nạn vào năm 2008 khi bị rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam. Thêm một chiếc B-2 khác đã bị hư hỏng nặng trong vụ hỏa hoạn vào năm 2010 và được sửa chữa toàn bộ trước khi đi vào hoạt động. Một trong các nhược điểm của B-2 là lớp vỏ cực kỳ nhạy cảm của nó không thể hoạt động trong mọi thời tiết vì rất dễ hỏng, đặc biệt là vào mùa mưa. Ngoài ra, loại máy bay này có thể bị hỏng bởi nhiệt độ và độ ẩm nên đòi hỏi phải có một trung tâm bảo dưỡng đặc biệt. Và cũng do gặp mưa mà một chiếc B-2 đã bị rơi khi bị thấm nước qua lớp vỏ và làm ướt các bộ phận điện tử bên trong khiến nó hoạt động lỗi sau khi cất cánh. Do B-2 là một loại máy bay tàng hình nên nó phải hoạt động một mình để đảm bảo tính tàng hình và bắt buộc không nhận bất kỳ sự hộ tống nào. Nên trong trường hợp bị tiêm kích đối phương phát hiện, B-2 chắc chắn sẽ bị bắn rơi vì nó không có khả năng tự vệ. Tuy nhiên, dù là chiến tranh thông thường hay chiến tranh hạt nhân, B-2 Spirit có thể thực hiện hầu như tất cả nhiệm vụ tấn công chính xác trong bất cứ hoàn cảnh nào, tại bất cứ địa điểm nào trên trái đất. Máy bay B-2 là một trong những máy bay yêu cầu bảo trì ở mức độ cao nhất còn tồn tại và cần hàng chục giờ phục vụ cho mỗi giờ bay. Lớp vỏ mỏng manh của máy bay cung cấp khả năng tàng hình bổ sung và được bảo quản ở nhiệt độ mát mẻ, yêu cầu nhà chứa có máy lạnh và từ đó góp phần tăng chi phí vận hành.
Tất cả 21 chiếc B-2 được chế tạo cũng phải chịu mọi chi phí liên quan đến nghiên cứu và phát triển của chương trình, vốn sẽ được trải đều hơn trên số lượng lớn máy bay. Điều đó đã làm cho giá lên tới 2 tỷ USD mỗi chiếc, Grant nói. Với thiết kế cánh bay khiến nó gần như vô hình trước radar, máy bay ném bom B-2 Spirit thực sự nổi bật trong số các máy bay quân sự và cũng đắt nhất thế giới với giá trị 2 tỷ USD mỗi chiếc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu có bất cứ thắc mắc hay góp ý nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chương trình biết. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để được cập nhật những thông tin mới nhất từ Tin Hot 247. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!